Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đài Lâm Audio. Mình là Minh Tào Lao, chào bà đạo Trần Hoàng Đài Lâm Ba Lô Tali. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Thế Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đi trước màn hình ống kính là gơ tay cây chốt đẹp trai. Ông đẹp trai có thể nói là một trong những cao thủ rất lên. Hiện tại bây giờ ông đẹp trai lính đánh thề của gơ tay. Còn bên kia là xỉn xỉn, đàn anh của ông đẹp trai Vĩnh Lộc cùng Cường Kem đầu dò. Lại là hai pha liên tiếp, một pha của xỉn xỉn và một pha của Cường Kem. Tỷ số đó là 13. Một trận đấu khó tin cho Cường Kem và xỉn xỉn. 13 rồi các bạn ạ. Một pha trả đòn quá đẳng cấp vừa rồi của xỉn xỉn. 40. Quá cao các bạn ơi, Út đẹp trai bật quá cao. Ôi cơm, quá hay. Cái giò Út đẹp trai phòng bóng gì rồi, quá hay. Lại là một pha cú trượt, tập trượt của Út đẹp trai phòng bóng gì rồi. Út đẹp trai làm gì đây? Phản công cho xỉn xỉn. Gờ tay đã bắt bài được phòng bóng gì rồi. Một cái ôi, đáng tiếc gì rồi. Út đẹp trai đẳng cấp pha bóng rồi của ông đẹp trai. Một pha quá đẳng cấp của ông đẹp trai. Còn đây là Lipro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đã mỏi và gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đài Lâm Mua Đồ Giò và Lipro. Bốn chục là có cái nắp không? Còn đây là lão đại kiếm cơm và kiếm canh, quá ghê. Sân banh này có thể nói là thật sự rất kỳ gớm, đủ thứ trò chơi các kiểu. Bên kia là các cầu thủ dùng công nghệ qua ba la và Vegon. Anh thua mà anh chúc mừng mày luôn á nha. G 11-4. Bên kia là chiến thuật thôi các bạn, chiến thuật cãi nhau đi ra ngoài nha, tiếp tục đánh nha. Út đẹp trai. Út đẹp trai làm đây, quá ghê. Thật sự đã nói rồi, cái chân của Út đẹp trai có thể nói là tệ nhất gần với ngang cái bộ đội. Bộ đội ơi, cái chân của Út đẹp trai cũng ngang bộ đội đấy. 5-11. Chân bộ đội là chân cày. 5-11. Kế bên Đại Lâm là Dũng Béo, còn gọi là Dũng Lò Voi, một trong những vua bình khí mới, cái kết của cầu tre 3 mét vuông. Ai chấp 3 mét vuông, đứng trong ô 3 mét vuông thì hãy tiếp. Đặc sản của cầu tre, cáp kèo và cáp kèo. Bi nhiêu thì bi. Quá khó vào bóng gì rồi cho xin xin. Quá hay. Thật sự mắt cô đẹp trai quá sáng các bạn à. Một pha bắt lưới của xin xin quá ghê. 12 năm. Bên kia có cảm giác như là bất lực rồi các bạn ơi, buông xuôi rồi. Quá khó thật sự, pha bóng bữa nay ông đẹp trai quýnh quá khó chịu. Lại là pha không hiểu với nhau giữa ông đẹp trai và cái tay. Mày đá mạnh quá trúng vào tay sư phụ mày á. Ông đẹp trai bài cao quá. Tuổi trẻ mà lưới này bay cao rồi không? Bật cái đầu lú lên lưới em thấy hả? Tỷ số đang là 6-12. Út đẹp trai làm gì đây, quá ghê. Lại là một pha mổ bóng có phần may mắn rồi của Út đẹp trai. Ok, Út đẹp trai đẳng cấp rồi. 13-6. Sang lửa và gơ tay. Đây là 2.000 đồng đội cặp bài chồng Tần Hạ Long Kỳ tại sân đây. Sang lửa và gơ tay cặp bài chồng.
rất ghê gớm của cầu tre gơ tây và sao nữa. Còn đây là lão đại cáp kèo và cáp kèo kiếm cơm, kiếm cơm mà sập cái nồi cơm ngoài luôn. 14-6 14-6 Cường Kỳ, Cường Kem và Xinh Xinh đầu hàng rồi các bạn ơi. Thật sự không ngờ, không tin, đầu hàng quá nhanh. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng gơ tay bóng đẹp trai vào bờ quá an toàn. Còn chuẩn bị kèo tiếp theo, Úc đẹp trai và gơ tay sẽ đối đầu với Cường Kem và Cà Ràng. Cà Ràng ký cho Cường Kem. Úc đẹp trai và gơ tay, chúc mừng Úc đẹp trai.